Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, Giá Mít Ruột Đỏ cập nhật sáng sớm ngày 1 tháng 1 2023, ngày đầu tiên của năm mới, giá đi ngang. Giá mít ruột đỏ Indo lá bầu hôm nay thương lái mua tại vườn vẫn giữ ở mức giá mít nhất là 32.000 đồng cho tới 33.000 đồng một ký, trái vẫn lấy từ 8 ký trở lên. Mít nhì từ 21.000 cho tới 23.000 đồng một ký, trái lấy từ 6 ký đến dưới 8 ký. Mít chợ dao động từ 10.000 đồng cho tới 14.000 đồng một ký, trái lấy từ 4 ký trở lên đến dưới 6 ký. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh, hãy nhấn nút để có thể theo dõi thêm nhiều thông tin khác. Kính chúc bà con nhiều sức khỏe và may mắn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.